À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với Talk Chứng Khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày mùng 5 tháng 10 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày mùng 6 tháng 10 năm 2021. À, thì trước khi đi vào nội dung chi tiết cũng rất mong các anh chị dành một chút thời gian để like và xem video cũng như chia sẻ đến với những người quan tâm. À, thì đi vào cái nội dung thứ nhất về thị trường ngày hôm nay thì hôm nay là một cái phiên mua vào anh chị nhé. Hôm nay là một cái phiên thị trường mua vào cũng như là nhận định của chúng ta các cái phiên ở các cái hôm trước các anh chị thấy là bản thân mình chia sẻ cái quan điểm cũng rất là khá là trung lập đúng không? Bởi vì trong cái giai đoạn thị trường chung sideway này, chúng ta đều nhận định là khi mà sideway thì chúng ta đồng chấp nhận cái thị trường cái chỉ số index nó lên xuống cái đường trung bình MA 20 và các anh chị nhé. Thì trong cái giai đoạn sideway này này thì cái nhịp gần đây nhất mà cái phiên điều chỉnh mà rũ bỏ mà có cái đáy gần nhất là cái ngày 27 9 đây này thì ngày 27 9 đây được hiểu là một cái đáy ngắn hạn đúng không các anh chị nhìn thấy là kể cả những cái viên rung lắc như thế này mình cũng vẫn chia sẻ một cái quan điểm rất là trung lập là thị trường sideways đúng không ạ thì tuy nhiên là đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng yên tâm rồi rõ ràng thị trường nó đang sideways và nó đang là một cái hướng lên yếu nhé sideways và hướng lên yếu và cái điều tích cực hơn một vài hôm trước là hiện hôm nay nó là một cái phiên mua vào cũng có khối lượng và nó vượt trên đường trung bình MA20 nhé đối với VN Index là nay tăng 1,1% và trên MA20 VN30 hôm nay cũng trên đường trung bình MA20 nhé tăng 0,9% và khối lượng ở mức trung bình đối với Up Index và HNX Index thì à, à, cũng đều là mua vào nhé anh chị nhé thì, nhá, thì à, à, đương nhiên là giai đoạn này thì nó gần cái vùng kháng cự cũ cho nên nó sẽ nó sẽ rung lắc nó sẽ rung lắc và nó sẽ rút bỏ à? chuyện này điều cái điều này nó cũng là cái điều bình thường anh chị nhé nó là điều bình thường và chúng ta đều nhận định như vậy thì cái chiến lược giai đoạn hiện nay như thế nào thì đương nhiên là nếu anh chị nắm giữ cổ phiếu thì đương nhiên anh chị phải quản trị danh mục quản trị danh mục ở đây được hiểu là gì chứ nếu mà cổ phiếu mà của chúng ta mà chẳng may bị rút bỏ thì chúng ta phải chấp nhận là thị trường luôn đúng đúng không ạ và cổ phiếu nó cũng đúng chúng ta là người sai gọi là cái nguyên tắc gọi là mềm nắn rắn buông mình thường xuyên chia sẻ quan điểm này với các anh chị hy vọng là cái cái tư tưởng mềm nắn rắn vuông thì phần nào nó cũng sẽ giúp cho anh chị trong cái việc là an toàn đúng không nếu sai là chúng ta phải sửa rất nhanh và đúng chúng ta sẽ có cái lợi nhuận lớn đúng không ạ không có ai chắc thắng 100 được cả nhé không ai chắc thị trường lên hoặc xuống 100 được cả tất cả là chúng ta gọi là đưa ra kịch bản đầu tư và quản trị danh mục một cách tối ưu anh chị nhé thì cái chiến lược hiện nay là vẫn là nắm giữ cổ phiếu ưu tiên giải ngân các cổ phiếu thăm dò kiệt khối lượng hơn là mua các cổ phiếu bùng nổ anh chị nhé Về cái chiến lược nó là như vậy các anh chị có thể nhìn qua một chút về các cái nhóm ngành ở đây này Các anh chị thấy này à, Các cái nhóm ngành thì mình vẫn sử dụng cái ngày gốc là ngày 27 tháng 9 nhé Thì một số dòng mạnh hơn như là hóa chất này Khí đốt này, khai khoáng này, thép này, điện này, dầu khí này à, Gỗ giấy này, thủy sản này, máy công nghiệp này à, Và Vật liệu xây dựng này là mạnh hơn nhé à, Dòng chứng khoán thì hôm nay cũng ngoi lên rồi nhé Dòng chứng khoán hôm nay lên uh, mạnh hơn chỉ số index rồi hôm Nay thấp hơn chỉ có một số ví dụ như hàng không, vận tải biển banh y tế dịch vụ tài chính là yếu hơn như anh chị nhé thì các anh chị nếu mà nắm giữ các cổ phiếu bùng nổ thì thông thường nó sẽ là, nó sẽ là cái nhóm ở phía trên này này còn các cổ phiếu kiệt vôn hoặc là các cổ phiếu đang tích lũy chặt lại thì nó sẽ nằm ở đoạn chung chung này hoặc dưới một chút anh chị nhé về số lượng các cổ phiếu tốt thì mình cũng chia sẻ với các anh chị ấy, khi mà thị trường nó có cái xu hướng đi lên thì gần như số lượng cổ phiếu tốt các cái ngành số lượng cổ phiếu tốt là các cái ngành nó sẽ nở ra nhé thì cách đây khoảng ba phiên là nó đã vượt trên cái đường trung bình rồi thì tiếp theo nó, nó, vẫn duy trì cái xuống đi lên như này thì là cũng an toàn đấy chị nhé an toàn và trung bình điểm của nó cũng là màu xanh trên trung bình ma 10 thì như này cũng khá là ổn nhé thì để nó sẽ chặt chẽ hơn cho cái quan điểm của chúng ta nhé chặt chẽ hơn cho cái quan điểm của chúng ta là nhận điểm sideways lên yếu đấy. thì các cái cổ phiếu mà bùng nổ cho cái điểm mua cái slim ngày hôm nay thì anh chị ơi thấy là hai cái mã là ORS và HDG là hai cổ phiếu ở cái nhóm chứng khoán và bất động sản nhé tất nhiên các anh chị có thể quan sát nếu anh chị đã có những cổ phiếu này rồi thì anh chị có thể gia tăng được Nhá, gia tăng được và lưu ý các cái mức chốt lời kỳ vọng cũng như là cái mức cắt lỗ hoặc thanh lý cổ phiếu một số cổ phiếu hay mà nên quan tâm hôm nay thì cũng khá là nhiều đấy nhưng mà để 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 vì một số anh chị cũng thấy là nhiều có vẻ nó sẽ hơi loãng so vậy mình tập trung hơn là một số cổ phiếu ví dụ ở đây anh chị có thể thấy là mic này đích này ckg này tvc và thế giới di động nhé nó ở các cái nhóm như bảo hiểm này bất động sản và bán lẻ thì anh chị có thể tham gia và những cái này thì khả năng xác suất rất cao cho lợi nhuận ở T3 cũng như lợi nhuận ở những cái phiên kế tiếp anh chị nhé lưu ý là cũng các cái mức chốt lời cũng như là cái cái mức tỷ lệ cắt lỗ cũng như thanh lý cổ phiếu ngoài ra đối với dòng chứng khoán hôm nay á với như nếu cách đây khoảng một hai hôm các anh chị kêu rất nhiều về dòng chứng khoán đúng không các anh chị còn comment hỏi rằng là chứng khoán nó có đi giống như là dòng dòng ngân hàng hay không đúng không ạ thì dòng chứng khoán thì mình cũng các anh chị xem lại mình cũng chia sẻ rất rõ quan điểm là dòng chứng khoán nó đang test ở vùng hỗ trợ, nó đang kiểm nghiệm ở cái vùng hỗ trợ đúng không ạ? Thì thông thường nếu nó kiểm nghiệm mà nó kiểm nghiệm thất bại thì nó sẽ rũ rất nhanh và rơi đúng không? Tuy nhiên là dòng chứng khoán này với cái phiên ngày hôm trước là nó rũ bỏ khá là mạnh thì hôm nay nó có mua lại rất là tốt. Thì cái việc mà hôm nay nó mua lại thì cho chúng ta cái quan điểm mà chúng ta có thể tham dò được trong ngày hôm nay. Hoặc là để an toàn hơn thì các anh chờ nên nên chờ cái phiên nó test lại đáy. Khi nó test lại cái phiên rũ bỏ này, này lại cái đáy gần nhất á mà nó thành công thì nó sẽ có cái xu lên anh chị nhé thì đây là những cổ phiếu mà các anh chị có thể quan tâm à, đối với các, các cái đánh giá các cổ phiếu theo cái danh mục yêu cầu của anh chị á thì à, nếu mà đi hết các cổ phiếu thì thì nó cũng khó thì các anh chị comment thì mình sẽ giải đáp nhé các anh chị comment có thể các anh chị comment ở trong uh, uh, comment ở trên youtube á YouTube thì mình sẽ làm các cái giải đáp nhé. À, các anh chị nào mà muốn nhận các cái thông tin, các cái file phân tích này thì anh, anh, anh chị có thể xem trên website hoặc là các anh chị xem ở trên cái cái các anh chị xem ở trên cái các anh chị vào trong cái group um, Telegram á. Hôm trước thì mình có làm cái group Zalo, tuy nhiên group Zalo thì để cho nó Uh, cái group telegram này thì sau khi nghiên cứu thì mình thấy nó hay hơn bởi vì số lượng người là lớn hơn chia sẻ thông tin nó cũng thuận tiện hơn và nó cũng an toàn hơn cho cái chúng ta trong cái việc chúng ta trao đổi thông tin zalo thì cái sự kiểm soát của đâu đó của một của một nhà cung cấp người ta kiểm soát nhiều hơn thì chúng ta sẽ hạn chế hơn mặc zalo thì chúng ta vẫn sinh hoạt trên đấy nhưng mà ưu tiên là hơn là telegram các anh chị nhất đặc biệt là những cái group chat thì nên tập trung ở telegram thôi về các cái cổ phiếu các cái danh mục theo yêu cầu các anh chị nhé thì các anh chị comment vào phía dưới youtube thì mình sẽ giải đáp nhé mình sẽ giải đáp trả lời qua comment hoặc là ở các cái video kế tiếp thì ngày hôm nay á thì nhận định danh mục thì mình sẽ tập trung vào ưu tiên các cái cổ phiếu mạnh nhất anh chị nhé tập trung các cái cổ phiếu mạnh nhất các cái cổ phiếu đẹp nhất đúng không ạ đấy thì mình sẽ đi như thế này thì những cổ phiếu mà ít đẹp nó phía sau thì nó sẽ xấu hơn đấy thì các anh chị thấy ví dụ như dòng cổ phiếu than này CT nhá, CT thì đây là những cái điểm bùng nổ vật nền này thì anh chị hỏi là hôm nay nó có sao hay không đúng không? Hôm nay nó là những cái phiên bán ra cũng có thể gọi là một cái up thrust nhé, cũng có thể gọi là một Cũng có thể gọi bởi vì cái kiểu hình của nó giống up nhưng mà khối lượng nó cũng bình thường nhé thì như thế này thì cũng chưa vấn đề gì đâu. DCM nhé, DCM thì vừa hiện nay đang nhịp chạy vẫn ok các anh chị nắm giữ nhé, dòng tiền đang vào tốt nhé. Đấy, CNG đúng không? Hôm qua anh chị hỏi là thế cái phiên up này có vấn đề gì không? Thì mình cũng chia sẻ quan điểm là cái up này nó phải cộng với một cái phiên giảm khối lượng lớn nữa thì nó mới chết. Còn không có thì vấn đề nó cũng vẫn ok nhé. TC6 cũng thế nhé. Hôm nay là một cái up khối lượng khối lượng ở mức bình thường nhé. Thì cũng chưa vấn đề gì. Cũng theo dõi tiếp. À, PVC thì ok nhé. Nó đang lên rồi anh chị nắm giữ thôi. Các anh chị nhiều khi các anh chị hỏi có mua thêm được không á? thì về các bạn nó phải gần nền thì thì các anh chị mua được còn xa nền quá thì không nên mua gần nền là nên cách nền này khoảng không được nên quá 5% anh chị nhé áp này ok không đúng không anh chị cũng hỏi hôm qua mình cũng bảo đây là một áp nhưng mà chưa vấn đề gì cả thì tiếp tục vẫn ok thôi đấy bcc này đẹp này nắm giữ này nhá mua thêm được hay không gì thì, thì nếu anh chị nào mà đã có có hàng ở trong nền rồi thì hôm nay cũng có thể giải ngân gia tăng được như vậy là nếu mà các anh chị mua gia tăng ở đây này nó sẽ bị đắt hơn cho các anh chị khoảng 6% nhé Nó sẽ bị đắt khoảng 6%, 5,9% nhưng mà vẫn ok được Đấy, Tiếp một cổ phiếu than này nhé THT này ok nhé, vẫn chưa vấn đề gì đâu DPM vẫn ok nhé, nằm giữ được nhé TDN nhé, than nhé, đúng không? TPD nhé Mấy cổ phiếu than đều rất giống nhau Có cái sự chốt lời ngày hôm nay nhưng mà vẫn nằm giữ được, không vấn đề gì Anh chị nhé Đấy, GSP nhé, GSP thì hôm qua là một phiên, đây là phiên bùng nổ này Sau khi bùng nổ xong thì nó tạo gáp và nó lên này hôm nay nó đã thành thành một cái lớp gáp thôi cũng chưa vấn đề gì khối lượng thấp anh chị nhé chưa vấn đề gì đâu à, AV này ok nhé nằm giữ ok nhé nó cách khá xa nền rồi đấy nó chạy nước rút này khả năng nó tích lũy thêm ở phía trên này một chút đấy, PVP này ok nhé trước điểm bùng nổ vật nền nhé hôm nay tiếp tục à, à, hôm nay khối lượng điều chỉnh khối lượng thấp ok nhé nằm giữ oi này thì dòng tiền đang vào như nó đang ở cái vùng kháng cự cũ thì khả năng sẽ mất thời gian tích lũy thêm anh chị nhé câu này nhé câu này thì là nó có rất nhiều cái vùng kháng cự phía trên thì chúng ta sẽ không ưu tiên nhé nó là hồi phục RS thì này là điểm mua bùng nổ nhé các anh chị nhìn ở trong cái danh sách này này VSH để mua bùng nổ ngày hôm qua đúng không? Vẫn nằm giữ thôi anh chị nhé. Ok. HT1 ok nhé ok nhé không vấn đề gì vẫn lên được pc 1 nhé pc 1 vẫn ok nhé nhiều chị hỏi nó có vấn đề gì chưa thì nó chưa vấn đề gì cả khi nó bùng nổ vượt nền rồi mà nó vẫn chạy đẹp như thế này trên ma 10 thì các anh chị cứ yên tâm nắm giữ thôi ctr nhé ok nhé hôm qua điểm bùng nổ vượt nền nhé nắm giữ ads ok nhé vpg ok nhé c 47 ok nhé mh ok nhé aps ok nắm giữ nhé nbc ok nắm giữ nhé Uh, PSD nhá để mua bùng nổ nhá chạy nhá nay khối lượng thấp ok không vấn đề gì anh chị nắm giữ nhá BTS ok nhá hôm này ok này đấy cổ phiếu QNC nhá đây là rũ này hôm nay test lại cái phiên này này nhưng mà vẫn trên trên mà 10 nhá ok API ok nhá SCG SCG này thì nó cổ phiếu uh nó có vùng kháng cự ở đây này dòng tiền thì nó đang vào dòng tiền thì nó đang vào nhé chị nhé thì có thể nó sẽ lên ngay được có thể sẽ lên ngay được hoặc nó sẽ tích lũy thêm ở cái vùng kháng cự cũ ở đây BLC này ok nhé à, BFC này thì là trong nền nhé khối lượng đang kiệt dần rồi thì chúng ta chờ nó sẽ tích lũy ở chỗ này thôi HHP, HB thì là của cái hồi phục nhé khối lượng nó đã kiệt rồi anh chị nhé đây phía này trần đây này đúng không ạ thì các anh chị nắm giữ thôi vẫn ok nhé nắm giữ PLC ok nhé nắm giữ ok nhé nó đang điều chỉnh à, nó đang tích lũy ở cái vùng phía trên của nền ok đấy PVD này PVD anh chị thấy ở đây nó đang ở cái vùng kháng cự cũ nhé nó đang kháng cự dòng tiền dòng tiền vào nhé khối lượng lớn khối lượng lớn như này thì khả năng nó sẽ cần tích lũy thêm một chút ở đây nó sẽ cần tích lũy thêm nhé cổ phiếu này. hấu bốn, hấu u bốn thì là vẫn trong nền đấy chị nhé trong nền nhé. hai phiên mua lại trong nền nhé. những cổ phiếu này thì nên nên chờ thêm vì nó sẽ tích lũy thêm ở cái vùng kháng cự cũ 23 này này hai hai Đấy, này. vgs nhé vks thì sau một nhịp vụ thì đang dòng tiền vào đi lên nhé nhưng vẫn trong nền. các chị có thể quan sát hoặc có thể tham gia ở những cái phiên này là những cái phiên hôm trước có chia sẻ với các anh chị dòng thép á đúng không dòng thép là kiệt vốn ở những cái phiên này này đấy thì ok nhé nắm giữ thôi tvn thế nhé tvn đây là một sos này nhé, kiệt vốn này nó là các cái phiên kiệt vốn này sos này hôm nay bán ra khối lượng thấp thì ok tích cực nhé pvb nhé dòng tiền vào ok nhé nó đang ở cái vùng kháng cự cũ nhé 28 khả năng tích lũy thêm ở đây HTC ok nhé nắm giữ thôi xa nền rồi anh chị nhá nền của nó tại đây này nên của nó là ở 6 67 này nhé nắm giữ thôi BSR BSR thì đang ở cái vùng khá cự cũ nhé ở mức 2, 21 22 này VSC ok nhé nó đi lên nhé những cổ phiếu như thế này thì nó đang tích lũy thêm anh chị nhé ấy thì nó khối lượng nó đang kiệt dần rồi Nam Kim nhé em kim ok nhé đây là bùng nổ vượt nền đang chạy bình thường như gì nhé Đấy. crc này ok nhé pet thì vẫn trong nền nhé trong nền như nó kiệt vôn như này nó đang tích cực nhé ri nhé đây điểm mua bùng nổ là ngày hôm qua đúng không ạ như này vẫn ok nhé đấy drh ok nhé nắm giữ tlh nắm giữ nhé hôm nay là một cái phiên hôm qua là phiên mua vào hôm nay điều chỉnh khối lượng thấp nhưng ok không vấn đề gì last này ok nhé last này tích lũy ở cái vùng phía kháng cự cũ này nhé phía trên của nền Đó, smc này ok nhé anh chị nắm giữ cũng được nhé đây là cái phiên test này chúng ta hoàn toàn có thể mua những cái phiên như này giấy đúng không cổ phiếu hát này nó là dạng đầu cơ nhé nó dạng đầu cơ nhưng mà xu hướng thì nó đang lên anh chị nhé GEG nhé hôm qua để mua bùng nổ hôm nay tạo một cái áp thớt khối lượng thấp nhé như này vẫn chưa vấn đề gì nhé chưa vấn đề gì IDG nhé thì các anh chị thấy đây là một cái nhịp chạy của nó này thì nó vẫn đang chạy thôi Đấy. HDG này để mua bùng nổ nhé KSB nhé KSB ok nhé đây vùng tích lũy của nó này đồng tiền vào nhé cổ phiếu sale này thì là nó đang tích lũy ở cái vùng kháng cự cũ nhé là cái 10 này này 11 này này đấy DPG này thì nó cứ chạy thôi đúng không anh chị chạy đều thôi chưa vấn đề gì nhé cứ nắm giữ được SGD ok nhé ok nhé. đấy NT2 ok nhé với cổ phiếu về điện đúng không ạ giấy ở DHC này ok nhé hôm qua thì, để mua vùng nổ nhé hôm nay như này thì vẫn ok bé đi nhé đi trong nền khối lượng kiệt dần này cái này là vẫn ok bmi ok nhé các anh chị thấy đây là điểm bùng 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 bù vừa nền này đúng không Những trước phân tích rồi mình nói là trong ba con bmi này mix này đúng không với bích này thì bmi này là dễ chơi nhất đúng không thì các anh chị thấy nó, nó ok đấy các anh chị cứ nắm giữ thôi Vip nhé, vip khối lượng đang kiệt dần rồi trong nền nhé, thì cổ phiếu này các anh chị nên quan sát thêm. Đấy. Vps nhé, thì ok nhé, nó đang ở cái vùng đáng cự cũ này, đúng không các anh chị thấy đúng không? thì có thể nó sẽ tiếp biến thêm ở đây. Anv đúng không, anv trong một nhịp rút này các chị này kéo lên bùng nổ này hôm nay test lại khối lượng thấp như này thì vẫn ổn nhé. FCN ok nhé quay bùng nổ này Đây điều chỉnh khối lượng thấp này Đấy. Cái này ok nhé dòng tiền vào nhé nói chung là thị trường mà 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 tốt thì rất nhiều cổ phiếu thì nó sẽ rất đẹp anh chị nhé các anh chị thấy trong vòng khoảng hai ba tuần trước á, nó sẽ khó hơn đúng không rất nhiều mã là có thể bị rút bỏ hoặc là rất nhiều mã mà các anh chị mua các anh chị có thể bị lỗ nhẹ đúng không bởi vì thị trường sideway chúng ta cũng thấy rồi đúng không những cái mã bùng nổ thành công rất thấp thậm chí những cái mã kiệt vôn có thể sẽ bị tết tiếp đúng không nhưng mà khi thị trường ổn mà phát thì các anh chị sẽ mua thấy nó rất là đúng Hồng rất là đúng và rất là dễ lên và kiếm tiền rất là dễ Tài thì ok nhé Làm giữ nhé long hậu ok nhé nằm giữ nhé để mua bùng nổ qua đấy Hò phát ok nhé hòa phát như này là, là, test tốt này anh chị này bản chất này là một phiên bán ra khối lượng thấp như này là cũng rất là tích cực nhé đây để bùng nổ nền này hoa sen ok nhé khối lượng thấp tv 2 ok nhé Đấy. DGT. Ok nhé. MS là khối lượng đang kiệt dần nhé anh chị nhé. Thì như thế này là ok nhé. Đến nào đây này. Sau nhịp rũ như thế này này. Thì hôm nay nó mua lại nhé anh chị nhé. Cái điểm mua test cung là những cái điểm hôm trước này. No supply này. Test cung này. Đúng không ạ. Khối lượng vào lên giá ngay. Đấy. cái cổ phiếu CG4 này thế này. Đấy, CTI này thế này nhé. Đây là cái nhịp rũ này. Khối lượng kiệt này đúng các chị thấy là khối lượng nó kiệt này, sau kiệt dòng tiền vào nó chạy thôi nhé, những cổ phiếu này đều nắm giữ được hết, khá đẹp, những cổ phiếu này thì xấu hơn thôi, đấy dhm nhá, rũ này, cái này để cho nền lên đây, những cái phiên rũ mà nó cũng test thành công đấy các anh chị thấy phiên này này khối lượng thấp này test lại phiên này này, test xong là lên, nhà từ liêm này ok nhá, nhà từ liêm đây rũ rũ này Dũ hết thì kéo lên thôi đấy tên là g nhé tên là g này thì là nền của nó ở đây đấy thì khối lượng nó kiệt dần rồi nên quan sát thôi đấy, T, ok nhé để dòng tiền vào nhé lấy nhé khối lượng đã kiệt dần nhé nên quan sát thêm Đấy, mic này ok này mic này trong có cái danh sách trong cái nhận định ngày hôm nay của lượng kiệt vô này đúng không ạ SSC ok nhé đang có xu hướng là vượt nền đấy chị nhé SHB nhé là cổ phiếu ngân hàng đúng không ạ thì nó còn nhiều vùng kháng cự phía trên lắm mà dòng ngân hàng này nó chưa rõ đâu thì chúng ta nên quan sát thôi DPD ok nhé bùng nổ vượt nền xong đang chạy bình thường anh chị nhé đấy, VGI này này VGI thì là hồi phục nhé Giu này nhé, giu các anh chị thấy đây là một cái nhúi giúp vợ này, đây phía test lại khối lượng thấp này, kéo lên này, hôm nay bán ra khối lượng thấp này, cổ phiếu giu này đẹp này, vẫn ngon nhé, cổ phiếu này các anh chị hoàn toàn có thể mua và nắm giữ được. đấy, lợi ích này thì đang gặp cái vùng kháng cự cũ rồi. Đấy những cổ phiếu này thì nó sẽ xấu hơn anh chị nhé, những cổ phiếu bên dưới thì nó sẽ xấu hơn. đấy như hút này thì vẫn chạy này, đấy cổ phiếu TCD này ok này, cổ phiếu đều ok nhé, HVC này lên này. VNE thì nhá đang đây là một absolute này đây là một này khối lượng thấp thì như này nó nó sẽ nếu khối lượng thấp thì nó sẽ lên đấy ok anh chị nhé đó là các cổ phiếu chính mà mình review cho ngày hôm nay nhé các, các cổ phiếu khác thì nó sẽ xấu hơn nhé cổ phiếu khác xấu hơn những cổ phiếu khác là xấu hơn hoặc là anh chị mà có cái nhu cầu thì anh chị comment ở phía dưới thì mình sẽ giải đáp nhé KBC này thì nó ok thôi FMC này ok này đang đi lên này rất rất ổn nha anh chị nhé được lên đều đều thôi Đấy, TVB tiên phong banh lên này lên ổn nhé BVH này ok nhé đang gặp cái vùng kháng cự cũ này nó vẫn khá tích cực nhé Bích này, này. Bích nhìn sau này, nhìn rũ này dũ kéo lên khối lượng thấp này cổ phiếu này vẫn đi có thể đi xa được hơn đấy SKG này ok này đấy, 32 ok này đấy, AGR ok này đó thì những cái cổ phiếu này cơ bản ok nhé anh chị nhé À, các anh chị có cái câu hỏi nào hoặc là muốn uh, phân tích về cổ phiếu cụ thể nào thì vui lòng comment thông phía dưới video. Hy vọng thì cái bản tin cũng phần nào giúp ích cho các anh chị trong cái hoạt động đầu tư chứng khoán của cả, của mình. Thì các anh chị à uh, hãy subscribe kênh để nhận các cái bản tin mới nhất từ thao chứng khoán. Uh, cũng như là nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin sớm nhất và mới nhất. Ok, cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại